Bác Thuận bác nhỉ? À vâng, bác Thuận. Vâng, hiện tại là bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là đang vừa lắp đặt cho gia đình nhà bác Thuận tại Tân Hòa bác nhỉ? Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội. Đấy, một bộ hoành phi câu đối hoàng cụ mít thì bác thửa là hàng rất là dày luôn, hàng rất là dày và bên cơ sở thì 6 phân. Vâng, dày 6 phân. Đấy, rất là dày luôn. Thì là bên cơ sở là vừa lắp đặt xong dành bác đây. Đấy. Chữ là bác là đặt là chữ là Hiếu Tư Tiên Phụng. Đấy, đặt theo yêu cầu của bác. Đấy, bên này. Tôi vừa lắp đặt xong vị nhé. Đấy. Sáu mai cũng chưa tháo được vị này. Đấy, anh em thợ vừa lắp đặt xong. Đây là bác Thuận đây. Bác Thuận là bác đi từ đây lên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là phải 50-60 cây bác nhỉ? Hơn 60 cây bác nhỉ? 90 cây à? À 90 cây à? Ờ đấy. Bác lên tận 90 cây lên tận cơ sở để đặt hàng. Đấy, hôm nay chúng cháu về lắp đặt thì ưng ý cho bác. Thoải mái. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Đấy, khách hàng rất là xa lên thăm xưởng mấy lần đi. 4 lần. 4 lần lên tận xưởng đúng không? Bốn lần lên tận xưởng. Báo là 4 lần lên xưởng thì xưởng chúng tôi là yêu khách lúc nào cũng mời bác tới giới thiệu. ông Sơn cũng bảo là mời nhưng mà bác lại vội về sao? Vội về. Vội về. Cháu bảo là làm cơm mà thôi. Cháu cảm ơn nha.